biệt kích của Anh bị tiêu diệt ở Kherson. Hai lữ đoàn Ukraine bị rút khỏi mặt trận Chasovia. Mỹ xem xét cử thêm cố vấn quân sự từ Ukraine. Thượng nghị sĩ Haley cảnh báo nước Mỹ đang tan rã. Giáo chủ Iran nên mục đích thực sự đằng sau cuộc tấn công chưa từng có nhằm vào Israel. Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Theo lời kể của Thiếu tướng Andrei Zhikov, chỉ huy lữ đoàn trinh sát cơ động Cossack Donetsk vào ngày 21 tháng 4, lữ đoàn đã triệt tiêu hai tàu trinh sát của lực lượng vũ trang Ukraine gần eo biển Kimberne. Zhikov thông báo rằng những chiếc tàu này đã tiếp cận vị trí của lữ đoàn Donetsk một cách nguy hiểm, mang theo thiết bị trinh sát hiện đại và có khả năng được sử dụng cho hoạt động đổ bộ lực lượng cô sát đã sử dụng tên lửa chống tăng Konet để tiêu diệt hai tàu, trong khi chiếc thứ ba đã tẩu thoát. Chỉ huy Zitkov nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên các tàu trinh sát Ukraine tiếp cận vị trí của lữ đoàn đời nhép ở ly gần như vậy. Ông cho biết trước đây, phạm vi hiệu quả của tên lửa Konet hạn chế khả năng chống lại các mối đe dọa này. Đáng chú ý, vị chỉ huy này cho biết, dựa vào những đặc điểm trên phương tiện, rất có thể các con tàu nói trên được điều khiển bởi lính Anh từ Trung đoàn tác chiến đường không đặc biệt SAS, vốn là các đơn vị biệt kích của lục quân Anh. Kênh mùa xuân nước Nga đưa tin, lực lượng Moscow đã xuyên thủng hàng phòng ngự, đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi gần một nửa Ocheretino tại Bắc Abdykha. Các đơn vị Siberi và Uran thuộc nhóm lực lượng trung tâm đang tiến mạnh và xa hơn. Các nhà phân tích quốc phòng Ukraine một lần nữa thừa nhận những thành công của Nga, nhưng đã hạ thấp rất nhiều sự tiến bộ của đối phương trên bản đồ. Binh sĩ Nga đã chiếm đóng nhiều nơi hơn chứ không chỉ phần nam của khu định cư. Những trận chiến khốc liệt tiếp tục không suy giảm. Kenriba xác nhận lực lượng Moscow đang tấn công các vị trí của đối phương dọc phố Ivan Franko trong khu vực trạm biến áp Ocheretino. Theo hướng Donetsk, quân đội Nga đang tham gia các trận chiến ở vùng ngoại ô phía nam và phía đông Krasnogorovka. Đối thủ đang phản công, cố gắng giành lại những vị trí đã mất trước đó. Chuyên gia quân sự Yuri Podolyaki cho biết, sau nhiều ngày nghỉ ngơi, các đơn vị của Nga tiếp tục tấn công Chasovya và các khu vực lân cận. Trước đó, việc chuẩn bị hỏa lực được thực hiện bằng cách sử dụng pháo binh và không quân, mở đường cho các cuộc tấn công của bộ binh. Trong ngày 21 tháng 4, lực lượng Moscow đã xâm nhập một chút vào tuyến phòng thủ của đối phương tại bắc tiểu khu Kanan và chiếm một phần giữa nó và Kalinovka. Các cuộc tấn công vào Kalinovka cũng bắt đầu nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Sau khi Lữ đoàn 67 tháo chạy khỏi các vị trí gần Chasubya và Bogdanovka, đơn vị này đã bị giải tán. Tàn quân của họ sẽ được chuyển đến Kupyansk và xâm nhập với các đơn vị khác. Lữ đoàn 25 Ukraine cũng bị đánh thiệt hại nặng phải rút lui khỏi mặt trận do việc đầu hàng của gần 200 binh sĩ trong một tháng. Đơn vị sẽ được đưa đến khu vực Ocheritino, Abdypka để tái tổ chức và tiếp tục chiến đấu tờ The New York Times dẫn một số nguồn tin khẳng định lực lượng Nga đã phá hủy ít nhất 5 trong số 31 xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine và ba chiếc khác bị hư hỏng ở mức độ vừa phải. Trong hầu hết các trường hợp, số xe tăng đó đã bị phá hủy bởi các máy bay không người lái UAV cảm tử FPV. Loại UAV này có khả năng cơ động trước khi tấn công mục tiêu. Tuy nhiên, theo đài RT, có một trường hợp xe tăng Abrams đã bị hạ gục trong cuộc đấu tay đôi với xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 của Nga Quân đội Nga đã công bố hơn chục clip, hầu hết được quay từ UAV, cho thấy cảnh các thiết bị do Mỹ cung cấp bị phá hủy. Cũng theo The New York Times, những chiếc xe tăng Abrams hóa ra dễ dàng bị tiêu diệt bằng UAV phát nổ hơn so với những gì một số quan chức và chuyên gia đã giả định ban đầu. The New York Times còn đưa tin các UAV cảm tử FPV của Nga có thể có giá chỉ khoảng 500 đô la Mỹ, nhưng có khả năng tiêu diệt xe tăng Abrams chỉ giá 10 triệu đô la Mỹ. Sau khi Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách bổ sung cho Kiev, Tổng thống Ukraine Zelensky đã lên tiếng kêu gọi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật này nhanh nhất có thể. Ngày 21 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một tuyên bố cho biết rất hoan nghênh việc Hạ viện Mỹ thông qua khoản viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ông cũng kêu gọi Washington đưa dự luật thành luật và tiến hành chuyển giao vũ khí nhanh nhất. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần vũ khí tấn công tầm xa và các hệ thống phòng không. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, việc thông qua sự luật sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Nga rằng Washington đứng về phía Kiev. Ông Zelensky nhấn mạnh, tôi nghĩ sự hỗ trợ này sẽ thực sự tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang Ukraine và chúng tôi sẽ có cơ hội chiến thắng. Ông Zelensky cũng kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ hành động nhanh chóng để thông qua dự luật tại Thượng viện. Ông cho biết Ukraine rất cần các loại vũ khí tầm xa của Mỹ, bao gồm tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS, để xoay chuyển tình thế trên chiến trường. Tổng thống Zelensky nói, điều này rất quan trọng, đây là những ưu tiên hàng đầu hiện nay. Lầu Năm Góc cho biết đang xem xét cử thêm nhân sự từ Ukraine để cố vấn và hỗ trợ cho quân đội nước này trước đà tiến của Nga. Thiếu tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết, trong suốt cuộc xung đột, Bộ Quốc phòng Mỹ đã điều chỉnh hiện diện tại Ukraine khi điều kiện an ninh thay đổi. Chúng tôi đang xem xét cử thêm một số cố vấn để tăng cường văn phòng hợp tác quốc phòng ODC tại Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine. ODC là các cố vấn được quân đội Mỹ cử tới Ukraine để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ phi chiến đấu thuộc sự chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ. Theo tướng Ryder, các nhân viên thuộc ODC phải tuân thủ hạn chế đi lại, giống như toàn bộ nhân sự thuộc Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine. Ông từ chối tiết lộ về số lượng nhân sự cụ thể vì lý do an ninh và để bảo vệ lực lượng. Chưa rõ Mỹ sẽ cử thêm bao nhiêu binh sĩ tới Ukraine. Một số quan chức cho biết con số này có thể lên đến 60 người. Theo bốn quan chức Mỹ và một nguồn tin, nhóm binh sĩ bổ sung sẽ hỗ trợ công tác hậu cần và giám sát vũ khí mà nước này viện trợ cho Ukraine. Tỷ phú Mỹ Elon Musk hôm 21 tháng 4 bày tỏ quan ngại rằng cuộc xung đột ở Ukraine không có hồi kết sau khi Hạ viện Mỹ duyệt ngân sách hỗ trợ 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, tỷ phú Elon Musk viết: "Điều mà tôi lo ngại nhất là không có chiến lược rõ ràng nào nhằm kết thúc xung đột." Đây là cuộc chiến không có hồi kết và chỉ càng khiến thêm nhiều người thiệt mạng trên chiến trường. Tỷ phú Elon Musk đề cập đến các binh sĩ trẻ thiệt mạng ở chiến hào vì đạn pháo hoặc thiệt mạng khi cố gắng vượt qua những bãi mìn với súng máy và súng bắn tỉa. Mikhail Podolyak, cố vấn cho tránh văn phòng Tổng thống Ukraine nói, bình luận của một người có ảnh hưởng toàn cầu như ông Musk gây ngạc nhiên vì sự thiếu logic trong thế giới hiện đại. Ông Podolyak nói, chiến lược kết thúc xung đột rất đơn giản và thực tế, đó là Nga phải rút khỏi lãnh thổ Ukraine một cách vô điều kiện và giai đoạn xung đột căng thẳng sẽ kết thúc ngay lập tức. Nước Mỹ đang ở đối diện tình trạng rắc rối không thể chối cãi, và điều này cần phải khẩn trương thay đổi trước khi quá muộn. Ý kiến nói trên đã được Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Missouri, ông Joshua David Hawley nói rõ trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News Ông Hawley, người ở tuổi 39, đã trở thành thượng nghị sĩ trẻ nhất năm 2019, tin rằng việc chính quyền Washington chi số tiền khổng lồ bên ngoài nước Mỹ như hiện nay là không thể chấp nhận được, nhất là khi nền kinh tế đang đối diện nhiều khó khăn. Ông nhấn mạnh, Quốc hội và Tổng thống đang chi thêm hàng trăm tỷ đô la Mỹ cho xung đột nước ngoài, dùng tiền của những người nộp thuế cho những khoản đầu tư vô lý, trong khi đó nước Mỹ đang phải đối diện nguy cơ tan giá. Vị thượng nghị sĩ hướng sự chú ý đến tình trạng tồi tệ của giao thông và các cơ sở hạ tầng khác ở nước Mỹ, vốn đang trở nên nguy hiểm đối với người dân, đồng thời kêu gọi thực hiện nhiều biện pháp thiết thực càng sớm càng tốt để thay đổi tình hình. Ông nói, đối với tôi, ngày càng có vẻ như không còn gì hiệu quả ở trên đất Mỹ nữa. Những con đường của chúng ta đang bị phá hủy, những cây cầu đang sụp đổ ngay trước mắt chúng ta, và những mảnh máy bay đang rơi từ trên trời xuống. Nếu có lúc nào đó để nói, hãy thức dậy và bắt đầu đầu tư vào nước Mỹ, thì đó chính là thời điểm này. Giáo chủ Iran Ali Khamenei hôm 21 tháng 4 đưa ra tuyên bố mới về cuộc tấn công chưa từng có của Iran nhằm vào Israel, nêu mục đích thực sự đằng sau. Vị giáo chủ nói trên truyền hình quốc gia rằng, các cuộc tranh luận của bên kia về số lượng tên lửa đã được phóng đi, số lượng tên lửa trúng mục tiêu và không trúng mục tiêu chỉ có tầm quan trọng thứ yếu. Vấn đề chính là sự chối dậy của Iran và ý chí của quân đội Iran trên trường quốc tế. Đây mới là điều quan trọng. Giáo chủ Iran cũng gửi lời cảm ơn tới các lực lượng quân đội, cảnh sát và vệ binh cách mạng Hồi giáo vì những nỗ lực và đóng góp quan trọng giúp thúc đẩy ảnh hưởng của Iran. Giáo chủ Iran cũng kêu gọi các lực lượng vũ trang không ngừng theo đuổi đổi mới quân sự và học hỏi chiến thuật của đối phương. Ngày 20 tháng 4 tại thành phố Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tiếp ông Esmey Hani, lãnh đạo chính trị của phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas. Theo Reuters, đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Erdogan và một nhân vật cấp cao Hamas kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Cuộc gặp diễn ra ba ngày sau khi ông Edmey Hani gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tại thủ đô Qatar Doha Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Erdogan và lãnh đạo chính trị Hamas đã bàn nhiều vấn đề liên quan các cuộc tấn công của Israel tại Gaza, trong đó có việc khẩn cấp viện trợ nhân đạo đầy đủ, không bị gián đoạn cho người dân, cũng như thúc đẩy hòa bình bằng các cuộc đàm phán công bằng trong khu vực. Ông Erdogan nói, chúng tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để sớm đạt được một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, cũng như thành lập một nhà nước Palestine độc lập ở Trung Đông. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ còn lưu ý rằng Điều quan trọng trước mắt là phải nỗ lực thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và Gaza, vì dường như thế giới đang quan tâm nhiều hơn tới căng thẳng Israel-Iran. Theo quân đội Hàn Quốc, hôm nay 22 tháng 4, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định ra biển. Tờ Junhap cho biết, diễn biến trên diễn ra chỉ 3 ngày sau khi nước này phóng tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải. Đây cũng là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi nước này thử tên lửa đạn đạo tầm trung mới mang đầu đạn siêu thanh. Trước đó, Triều Tiên cho biết họ đã tiến hành thử sức mạnh đầu đạn siêu lớn cho tên lửa hành trình chiến lược và bắn thử tên lửa phòng không mới ở Hoàng Hải hôm 19 tháng 4. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Kim myung Su không cung cấp thêm thông tin cụ thể về động thái trên. Triều Tiên chưa đưa ra thông báo chính thức về vụ phóng tên lửa mới nhất. Giới chức Hàn Quốc suy đoán Triều Tiên có thể đạt được tiến bộ trong chương trình không gian với sự hỗ trợ công nghệ từ Nga sau hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 9 năm 2023. Chính quyền tỉnh Giang Tô và Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc ngày 11 tháng 4 công bố thiết kế sơ bộ ga đường sắt cao tốc Bắc Nam Kinh, cho hay bản thiết kế lấy cảm hứng từ sông Dương Tử chảy qua thành phố và đóa hoa mai đang nở Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, nổi tiếng với cảnh hoa mai nở vào mùa xuân. Tuy nhiên, công trình làm giấy lên làn sóng bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc với nhiều ý kiến nhận định bản thiết kế giống hình băng vệ sinh phụ nữ. Một bác sĩ công tác tại bệnh viện phụ nữ Trịnh Châu nhận xét, kiến trúc sư nói ga Bắc Nam Kinh giống hình hoa mai nở rộ. Hoa mai thuộc họ Rose, thường có 5 cánh, một số loài có 3 cánh hoặc 6 cánh, không có loài nào có 4 cánh, nếu nói thiết kế này giống cỏ 4 lá còn có thể chấp nhận. Nhưng các bạn nói xem thiết kế này giống hình gì? Một người bình luận trên Weibo, tại sao tất cả chúng ta đều lập tức nhận ra nó giống như một chiếc băng vệ sinh trong khi các kiến trúc sư lại không thể? Chủ đề này đã thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, đa số chỉ trích ý tưởng thiết kế nhà ga. Một số người thậm chí còn châm biếm rằng nó giống như đôi cánh ngăn bất kỳ dòng người nào ra vào nhà ga thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh youtube thế giới nghiêng xin chào và hẹn gặp lại